Vâng, chào. Dạ, hello mọi người. Chào đón mọi người đang đến Bánh Tráng Trộn Diva vào thứ sáu tuần này. Giờ này là giờ đỉnh điểm của Bánh Tráng Trộn Diva của quý vị. Đây, giờ này là gần 8 giờ quý vị. Và mấy em chào 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 khách nè, chào 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 mấy đứa một lát chị trả lương, chào đi anh, chào đi một lát mình trả lương. Ừ. Đó. Thôi, cho Đây em là cho em sợ thử cái gì Ok. được rồi chị. Bà nội. Đây, liêu liêu qua cho má kia chào một cái luôn. Đây, hello chào chị ở đâu vậy chị? Bất ngờ quá à. Vậy hả? Ok, cảm ơn chị. Đó, cảm ơn gia đình mình. Và kính thưa quý vị, chị này ở Gò Giáp lên, chị ủng hộ giùm cho các thi và ủng hộ cho mấy bà BD trong cộng đồng. 6 chỗ mới tới các thi hả? Trời ơi là chị. Xứng đáng không? Đồ ăn ngon phải không? Trời ơi không ngon em lấy tiền chị khó lắm. Mặt chị không có dễ ăn của chị đâu. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn. Dạ. Bên đây là Gò Dưa hả? Gò Dưa là mình ở đâu ta? Ở Gò Dưa là chỗ nào quên rồi? Tiền Giang. Còn bà này còn Gò Giáp. Là cuối cùng bây giờ ai là người nói đúng? Trời ơi, mấy mẹ này nè, bảo đảm nè, đánh bài tứ sắc là giấu tướng nè. Hello. Ủa mẹ mẹ ở Gò Dưa lên hả? Mẹ ở Gò Dưa. Ủa tội nghiệp quá vậy, xa xôi đi nghe xa. Quảng cáo quá trời luôn. Nghe quảng cáo lắm hả? Trời tội nghiệp ghê không? Thương quá. Ở nhà thay vì người ta ngồi ta lại Phật đi, đi thăm mấy bà BD đâu có phước đâu. Lâu lâu cũng bon chen vậy. Rồi có bị tuột không? Có cần con nâng nâng lên không? Có nâng lên không? Có nâng lên không? Thôi má không cần. Ngồi đi để con kêu mấy đứa em này dọn bàn cho. Hello anh. Chào em. Dạ. Dạ không, giờ này là đỉnh điểm. Giờ này là đỉnh điểm dọn bàn đi em. Tại vì biết sao không? Thường thường á là quý vị biết không? Khoảng mà chiều là một chập nè. Chiều chiều là khách vô một chập. Dạ. Chiều á khách vô một chập. Rồi á khoảng mà đứng giờ khoảng 5 giờ mấy là 6 giờ là khách ta đang đi làm về quý vị. Là qua 6 giờ 7 giờ mấy là khách vô một chập nữa, là bây giờ là một chập mà của khách đó quý vị. Cho nên lắm lúc á quý vị cứ ra quý alo ủa về hả? Chưa ông nội ơi chưa. Thôi nhường bàn gì, có khách ngồi con nhường bàn. Tội nghiệp ghê, khách thấy đông quá khách nhường bàn. Hello gia đình chị nha. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Hello anh. Dạ, anh cứ ngồi ăn đi, mua một lát anh mệt thì anh cho vợ anh về trước, anh ở đây với em. Nha, có massage bùm bùm nữa. Không có lấy tiền ba ơi, miễn phí. Không có ngại. Bà đừng có hằng học ổng nghe. Kệ cho ổng đi lâu lâu ổng chơi bia đen lần đi. Con qua đi con muốn qua hả? Dạ. Dạ cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị. Trời ơi. Cưng quá vậy. Cưng quá à. Rồi, con nhiêu ký rồi? 45 kg. Trời ơi là trời, 45 kg bự hơn như ý luôn. Trời ơi, con lớp 2 à. Hôm mới lớp 2 hả? Trời ơi lớp 2 mà cái tướng nào. Quá trời, con nhiêu tuổi? 8 tuổi. Giỏi quá. Hả? Nè con thấy không? 8 tuổi người ta bán vé số nè. Đó. Con phải học cho giỏi nghe không? Con thấy bạn bán vé số con phải học cho giỏi nha. Đó quý vị, cảm ơn quý vị luôn luôn đồng hành. Hello gia đình. Ủa? Hello, hello. Ủa anh chị ở đâu qua vậy? Gần đây bên Chợ Lớn đó. Dạ, bên Chợ Lớn gần đây hả? Gần đây nè. Ngồi chơi khuya khuya đi, một lát nữa có thưởng nghe không? Anh có thưởng. Còn bà này được về nghe không? Dạ. Ma! Xoay qua hết hồn. Trời ơi, cái mặt nó ghê quá à. Dạ kính thưa quý vị, đây đây là giờ mà khách vô ủng hộ giùm cho Bánh Tráng Trộn Diva đó quý vị. Giờ này gọi là đỉnh điểm chứ cũng chưa đâu nha quý vị, chưa đỉnh điểm đâu. Hello, gia đình mình muốn ăn bánh tráng trộn hay ăn gì mình. Rồi ok, đợi order, đợi nói em nó trộn nha. Dạ từ từ cha ơi. Hello anh nào được à, để em nó lao, chị lao chứ, để em nó lao. Dạ rồi cô. Dạ quý vị, gia đình này có con trai ngon lành lắm. Ok. Dạ. Gì? Cái gì ông nội ơi, ông nội nghiêm trang lợi đi rồi để sao đi ngồi. Nghiêm khắc quá à. Trời ơi nhiêu tuổi rồi? 22 hả? 22 được là đủ tuổi liếu liều liêu rồi. Đủ. Em 32 à, lớn hơn cũng 10 tuổi à chị ơi. Em làm con dâu chị còn được mà. Nhưng mà em giỏi lắm. Em làm con dâu nghe, em cho mẹ chồng em sung sướng. Sung sướng tới mãn đời. Mỗi ngày 6 giờ sáng em dậy, em nấu cơm cho mẹ chồng em.
em đưa cho mẹ chồng em 20kg vé số đi bán hết rồi về em nuôi tiếp. Nhưng mà ba chồng còn tươi quá thì có thể là ba chồng lâu lâu lên đấm bóp cho ba chồng. Được không ba chồng? Okay. Trời ơi, ba chồng mặt cũng dây sờm lắm nha. Hello, tưởng ngon có người yêu chưa? Có, giờ ngồi mình đi ba. Có người yêu rồi. Hello anh. Hello. Dạ kính thưa quý vị. Đó. Em chào gia đình con, chào giả bộ ăn. Giả bộ ăn, ăn. Chào gia đình. Đâu nha. Hello. Đâu nha. Bà nội, mày giống kêu xe ôm với ông nội. Mày chào tao giống kêu xe ôm vậy. Hello nha. Chào cái bạn. Hello. Bạn gái tới bạn gái, giơ cái tay lên cho người ta thấy, giơ tay lên. Cái con này. À quý vị nó đang trúng nợ quý vị. Nó trúng nợ cái bà bán canteen quý vị. Em chào ta coi. Chào, hello nha, nói đi. Hello đi. Quỷ. Dạ cảm ơn quý vị. Đây là những vị khách mà rất là thân thương đến ủng hộ giùm cho bánh tráng trộn Diva. Đó quý vị. Đó, hello chị. Quý vị nhớ ủng hộ cho em là ốc nghe. Đó, rồi có trái trộn, có chân gà, ngon xuất sắc. Ở đây là mấy cái đồ này là ăn ok lắm. Ngon hơn ai không biết, chứ ở đây là ok nha. Cảm ơn. Hello chị. Có chung ngồi chưa? Ok chị. Cứ vô lựa đi, có cái gì mình ăn được cái mình có order ra ngoài, mấy em nó bưng ra ngoài cho. Được chưa? Có lựa món được chưa? Rồi hả? Trời ơi. Giờ chị thưởng thức thôi. Rồi nhìn bả giống Việt Kiều quá ha. Giống Việt Kiều quá ha. Thiệt không? Cho mượn 2 triệu coi. Được không? Tại vì hay mượn tiền lắm mà không có quen trả. Thôi bà nội ơi, giỡn bà nội ơi. Có cho thiệt. Tôi cho thiệt rồi, một lát ra YouTube cái tắt coi. Trời ơi, vừa kêu YouTube tắt các bà đi luôn rồi. Nhà hello gia đình mình. Ủa, hello không quen hả? Dạ kính thưa quý vị. À, đây là bên phái Nga Mi nha quý vị. Qua thăm phái cái bàn quý vị. À, bắt tay phái Nga Mi cái. Trời ơi. Hello. Dạ, đây là cô Long quý vị, còn đây là Thanh Xà. Còn Bạch Xà đúng rồi. Hả? Bạch Xà. Còn tôi là Thanh Xà nè. Hello chị. Dạ 12 giờ trưa em mở cửa mà tới 2 giờ chiều. À. Đó cho nên 2 giờ chiều là em mới xuất hiện. 4 giờ sáng đóng cửa là tính luôn cái giờ làm gái đó ba. Trời ơi quỷ sứ. Trời ơi là trời. Thấy chưa, chưa có gì ghẹo BD đâu, phải BD ghẹo ông ta đâu thấy không? Chứ gì, 4 giờ sáng ra đóng cửa, tính luôn cái giờ làm gái đó ông nội. Cảm ơn gia đình mình nha. Dạ. Ủa, hai bé này còn đi học hả? Hai con? Hai. Con chứ học lớp mấy rồi? Dạ, học 12. Học lớp 10. Nhiêu tuổi rồi? 17. Cái mặt nó giống như trái chùm chơm vậy. Mà nó nói nó 17 tuổi, tôi không tin nha. Hello con, đẹp trai quá à. Ba con đâu? Ba con đẹp lắm đúng không? Mẹ là mẹ ruột con nè. Sao để mẹ biểu ơi. Mẹ biểu. Hồi nhỏ khóc má ơi. Không dám giỡn nó khóc à. Hello chị. Chị ăn có thiếu gì chị kêu mấy đứa nhỏ nó đem qua cho chị nghe. Ok. Con, mẹ mới mẹ ruột con nè. Ôi ôi, mặt bé này nó giống lai lai quá. Chị có lai Khmer không? Ôi, Khmer gốc kìa, mặt bà đẹp ghê không? Người Khmer gốc quý vị. Người Khmer gốc mà quý vị nhìn nhau, cái mặt rất là nhã nhặn nha. Chị biết không, hồi xưa á, trong xóm em á, là toàn bộ là người Khmer hết. Ừ, nhưng mà nhìn mẹ em là tưởng người Khmer, nhưng mà thật sự mẹ không phải là người Khmer, mẹ em là người Lai, người Ấn. Ờ, đẹp ghê á, quý vị thấy không? Người Khmer gốc nè quý vị. Hả? Ai nói người Khmer người ta nước da đen đâu, người ta đâu có đâu quý vị. Da ngăm ngăm bánh ít, đẹp đàng hoàng, em cũng nè. Em là người Kinh mà em la là em cũng là người Kinh mà da em có trắng đâu. Ủa chị quê chị ở đâu chị? Bạc Liêu hả? Ừ, chị Bạc Liêu chị ở khúc nào chị? Dạ, ở trên Chơi Diệp phải không? Hèn chi bé nó lai lai chị nè. Anh cũng là người Khmer đúng không? Người Kinh hả? Chị biết nói tiếng Khmer không? Em biết là si bai nào? Si hơi ăn rồi. Si bai là ăn cơm, si hơi là ăn rồi. Hả? Quý vị biết không, mà Tết người ta gọi là Tết Khmer quý vị mà về mà ngày
Tết Khmer hình như là ngày 30 chị, 30 tháng 4 là Tết Khmer không chị? 30 tháng 4 phải không? 30 tháng 4 là Tết Khmer. Quý vị mà đến mà Trà Vinh nè, hoặc là Vĩnh Châu ha, hoặc là Đồng Tháp, trời ơi vui lắm quý vị. Thật sự. Đó. Các thi mỗi đầu vô người ta nhìn các thi người ta tưởng người Khmer, nhưng không, các thi mẹ của các thi Lê Ưng. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Ủa mình có bánh chưa? Ngồi đâu cực quá vậy? Có bị không? Mình có ngồi bị chật không? Nếu mà chật mình ngồi xích xuống. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Bây giờ nè, nhà gần á thì hai ba bữa ghé một lần, hoặc là tuần ghé một lần. Còn nếu mà nhà xa tầm một tuần, hai tuần ghé một lần. Cái gì? Thì bây giờ em nói nghe nè. Ghiền. Ờ. Bây giờ riêng anh á thì anh được ngủ lại, anh đợi vợ anh qua, còn em này có thể ở đây luôn cũng được. 4 giờ khuya hả? 4 giờ khuya là đóng cửa mày, gõ cửa gì nữa? Giờ 4 giờ khuya trốn người yêu đi qua đây được. Thằng này biết nói chuyện ghê á, đã ghê, trời ơi tê tái cái mồng vậy đó. Nó, có người yêu rồi hả? Yên tâm đi, tôi dạy cho. Người yêu hả? Chưa, mấy mã tấu ra chém hả? Mày người yêu nó. Có cây mã tấu của tôi nữa đó. Dạ nha. Cảm ơn gia đình. Dạ, cảm ơn gia đình nhiều. Dạ, duyên không? Duyên. Thôi cho mượn triệu đi má, cho mượn triệu đánh bài đó mà. Được, không có lấy đâu. Cảm ơn chị, cảm ơn. Giữ sức khỏe nha. Dạ ok, hứa nha. Dạ ok, cảm ơn chị. Tội nghiệp ghê không, tự hóc môn qua. Hả, đi đem nguyên 4 đứa con. Trời ơi, thấy có 2 đứa con trai lực lượng ghê không? BD thích như vậy đó, bự bự con vậy. Hello chị. Ủa gia đình mình ở đâu qua chị? Dây. Không có nghe. Nè coi chừng, coi chừng này chị, coi chừng. Đó. Ok chị. Ở đâu qua con? Nè nè, lia cháu nó coi, cho cháu nó lên hình nha. Nghe không? Rồi, còn chị muốn coi hình chị trên đây thì chị kêu chồng chị lên lầu nghe không? Có hình này vui lắm. Cái hình mà Thanh Xà và Xà quấn với nhau á. Ủa gia đình mình ở đâu qua gì chị? Quận 2 hả? À, trời ơi. Ngon lành quá, dễ thương quá à. Dịch dai quá à, nhiêu tuổi anh? Chừng 3 mấy. Một lát ba mệt thì cho má về trước đi. Em trả tiền xe ôm cho má về, không em đem đón xe cho má về. Còn anh ở đây đi, khi nào mệt cái lên lầu em ngủ 2-3 bữa về. Ok, hứa bà nội. Ôi, mấy bà này cái mặt hứa vậy chứ xạo lắm. Thôi về trước luôn đi, bây giờ về luôn đi. Không có xe. Thấy không, cũng gài kèo vô. Không muốn má ơi, có chồng đẹp trai là bà không muốn rồi đó. Đúng không cưng, đúng không? Mà cái gì vậy? Nhà vệ sinh ở đây nè ông nội. Ta lại ta khuyên ông nội đúng không ông nội? Nhà hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi? Liên kìa bà nội ơi, Liên kìa. À, Phan Kim Liên. Dạ. Hello gia đình mình. Ủa về hả con, về sớm vậy? Mới có 8 giờ mấy mà về sớm vậy? Ông nội bóp con chuột của nó dậy dặn à. Nghe không? Bye con, đừng móc cứt. Quá chưa? Bye cô. Chú ở con. Không được. Kêu chú, kêu chú, kêu cô, kêu cô, kêu cô, bye cô. Chú. Bye cô. Chú. Bà nội ơi, làm cho nó loạn xạ hả? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, quý vị, bây giờ là các thi đang có mặt tại Bánh Trăng Trụng Diva 402 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, quý vị. Hello, gì em? Đây, đợi. Chào, hồi nãy không có hình bà nó, không có hình bà lên clip đó, đạm đi. Đại đi một lát tôi trả tiền lương nè cho nó. Chào mọi người đi. Chào mọi người, khen chè ngon đi. Chào mọi người, khen. Ngon nha mọi người. Rồi, húp ăn thử. Dạ bộ húp ăn thử. Húp nguyên cái chén vô luôn. Húp rồi, ừ đó. Dạ. Ôi, sắc nha. Ngon không? Rồi. Rồi, đổ ra tắm luôn. Cảm ơn nha. Ok. Đổ vô. Ủa, vô chổng có người tắm vậy? Này. Đổ vô, hồi có người vô chổng tắm giùm không? Hai anh chọn anh nào? Hả, hay chọn hết anh luôn rồi sao? Đây, cái thì chụp cho. Cái thì chụp cho bạn chụp. Ủa, cái đó chụp luôn dính cả thi mới chịu. Không, hồi đó tối lắm, đưa đây cái thì chụp nha, cái thì chụp. Hộp hương này nó sáng, cái này nó sáng. Đúng không? Đây, bạn ơi vô nè bạn. À. Ở gia đình mình đâu?
đâu mà lại đi lẻ như vậy. Gì vậy mẹ? Thôi, cái gì vậy? Nó đứt màn hình rồi. Tùng quá à. Nè bà này ở đâu nè? Nói nghe coi. Quận 8 hả? Thì ra là bóng Sài Gòn. Còn cô ở đâu? Trời ơi, bóng Bình Tân. Còn cô tóc bạc này ở đâu? Phú Nhuận. Bóng Phú Nhuận. Ở đâu cũng có chân hay không? Ở đâu cũng có. BD khắp mọi miền quê. BD bây giờ là ở đâu cũng có quý vị. Đúng không quý vị? BD bây giờ tích cực lắm. Ở đâu cũng làm việc. Thành phố hả? Nói bà nội ơi, ở dưới quê có hết á bà nội. Mà biết sao? Dưới quê là biết gì không? Cái búp sen không dám nở ra. Nở ra bay mù tùm lum, đúng không? Cho nên á, lên Sài Gòn á, mấy bà mà ở dưới miền Tây á, và BD miền Tây á nha, là ở dưới quê á, lên dưới quê vậy nè, vừa lên Sài Gòn, trời tôi gồng chết đi bà nội. Đó, cảm ơn nhiều nha. Sao mẹ? Đâu qua phỏng vấn mẹ coi. Phỏng vấn mẹ coi. Anh ngồi đi không sao đâu. Sao vậy? Ngồi đi. Ngồi đi. Có chuyện nha bà nội. Sao bây giờ ăn thấy được không? Ngon không? Nhà mẹ có làm này mẹ bán nè. Ôi mẹ bán chè. Không, mẹ bán vừa sấy. Dạ, hết hồn tưởng là mẹ bán chè. Định đổi sắc mặt với liền với mẹ mà mẹ bán chè, mẹ hết bán chè thôi. Nó giỡn vậy. Cái này là vừa sấy thanh thanh nè của mẹ đó. Đây ra vừa sấy thanh thanh hả? Ôi ghét quá vậy. Độc quyền của mình nên mẹ làm luôn. Đúng. Ôi giỏi quá vậy, hay quá ha. Gần gần già càng càng. Cái gì thanh thanh bà đâu? Cái này á, cái này là da heo. Da heo. Da heo, da heo. Bỏ một tí ăn chay. Ủa ăn chay trường hả? Chay trường hả? Hay vậy? Hay mặt sáng không? Mặt sáng. Đẹp ha. Đưa 350 con bối cho mặt khổ tâm. Mặt lừng đựng lao đao đi. 350 đây, Đưa 350 đây coi bối, còn không đưa 300. Ờ khổ quá rồi bây giờ. Đã khổ rồi còn đòi 350 nữa. Xui ghê, cản tài tao. Nó giỡn gì chứ. Con kệ lấy con trai cười chưa. Cô nó chuyện cưng quá hả con ha. Con lại đi với ba nè. Đi với ba. Ôi, quên mẹ, lại đi với mẹ nè. Quên. Mẹ đó. Gì? Cái gì mà ba gì? Không chịu liền đó. Tưởng gì mà ba gì trời. Chưa không chịu không? Không. Không sao đâu, mẹ. Mẹ đâu tính tiền. Mẹ về kêu hả? Mẹ về kêu hả? Nè tặng cho mẹ nè. Nó giỡn gì chứ. Mọi người ở đâu đến? Mọi người ở ngay chỗ ở trong quận 6. Má này ở Chợ Lớn nè. À Chợ Lớn. Xa quá ha. Xa lắm. Xa lắm. Đi mấy lần xe. Nó giỡn chứ mình ở quận 6 luôn hả mẹ? À quận 6. Mẹ quận 8 nè, ở đây cũ nhau qua nè. Cái đó mà tứ sắc chung đúng không? Có ai giấu tướng không? Có thiệt. Thì đó. Quận 8 nè. Tự giờ có ai nhảy đạch đạch mà la làng đâu mà sợ cái gì vậy trời. Đúng không mẹ? Không, dễ thương. Dễ thương không? Cưng quá à. Để mai mẹ dắt ba qua. Trời ơi. Ba còn xíu quách luôn mẹ. Không, ba ngon lắm. Ba còn trời ơi, bà bắt đứng chồng bà. Ba bắt đứng chồng bà. Cố gắng chứ. Đây con mẹ hả? Con mẹ đó, dâu mẹ. Dâu mẹ. Em mẹ. Thôi bỏ ba qua một bên đi. Em lấy anh. Rồi. Ê, chồng mẹ còn ngon lành lắm rồi. Bỏ ba qua bên đi, thấy thằng con là ok rồi. Chị, em với chị làm chị em nha. Chị em thì em là chị là con là em. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ có nhỏ 10 tuổi, có lớn 10 tuổi cũng là em. Đúng rồi em. Nói nghe nè chị, em thấy chị mặt mày chị xanh lè à. Thấy không? Đúng rồi, nghe chị, câu đó xanh lè. Rồi, chị vừa nghe em là xanh lè bây giờ em nói gì? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Chị nghỉ hết luôn. Kìa, thấy con trai chịu không? Hỏi con trai chịu không? Con kêu mẹ đi con, mẹ của con nè. Bà này bà nuôi giờ mà sao mẹ đẻ con. Ý lộn chết mẹ, hồi đó mẹ địch con ra. Còn nó không chịu, còn nó lắc độc. Chị, vậy. Bớt cho nó chơi thuốc lắc lại nghe, nó lắc quá trời luôn kìa. Không con, không đừng lắc mẹ của con nè. Đó, ông nội con cần xói ca lắm nè, được không? Nội con còn bảnh như con vậy. Con sao là ông nội con vậy? Thôi ơi trời ơi là trời. Tự nhiên từ kêu bằng mẹ bây giờ chuyển qua kêu bằng bà nội kỳ lắm. Thôi kêu mẹ ha. Con yên tâm đi. Không có bà này, mẹ vừa làm mẹ con, lâu lâu ba con đi vắng, mẹ làm ba con luôn. Đúng rồi.
chịu là mẹ đi, mỗi ngày mình lại đem mình ăn. Thôi thôi vậy thôi, cho qua đi. Cái khúc ăn rồi phải không? Tới cái khúc ăn. Thôi cho qua. Dạ. Khúc ăn là tốn tiền quá. Nó dở vậy, cứ cảm ơn nha. Trời. Con, trời trắng trẻo quá à. Mẹ nè. Nhưng mà bữa nào dẫn ba đi là tiếp đàng hoàng nha. Thì bây giờ hên xui đi, bây giờ dẫn qua rồi. Ngon ngon thì ok. Còn nếu mà nếu mà hết xí quách này rồi để ông. Không có đâu. Có không? Nhiều người dành lắm mà mẹ. Mẹ không chịu, mẹ khoái con mình con. Trời ơi. Phải làm như chiếc xe hay là cục vàng. Nhiều người chịu lắm mẹ, để dành của mình con á. Thôi vậy ok ok nghe mẹ. Tự nhiên bây giờ đang làm mẹ con thì chuyển qua làm chị em nó kỳ. Cái gì? Mẹ muốn chia sớt cho con hả? Đúng rồi, má thấy con còn. Nó nghe nè má. Bà thấy bả không? Bả mọc chín cái đuôi rồi đó. Đồ bả ăn là bảo đảm còn xương không hà. Bả đưa cho mình ăn là hết liếu liều liêu nổi. Trời ơi là trời. Cảm ơn nha anh chị nhiều nha. Từ từ về, từ từ. Cảm ơn nha. Trái chanh chứ quýt gì đó. Biết bà nói sao không? Bà nói á, mẹ, chồng mẹ, mẹ dắt ít lắm con, còn nhiều để cho người khác dắt. Dạ cảm ơn quý vị. Ôi ôi ai đi xe đẹp tới vậy ta. Đó. Cái gì ông nội ai kêu ta. Anh nó kêu em bằng anh rồi. Đúng rồi. Cái miệng bà quá trời này. Thì ra chụp hình hả? Ok chụp hình à. Có chân gà ngon lắm á nha. Thôi ai ăn ba cái đó lưng nè. Được.